Nhằm hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực trong kiểm định xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra của đơn vị đăng kiểm, nhất là kiểm tra cơ cấu tổ chức, nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định, kiểm tra đánh giá sổ theo dõi, chế độ báo cáo, quản lý, sử dụng ấn chỉ và việc tuân thủ quy định thu giá lệ phí theo quy định, kiểm tra việc thực hiện tuân thủ quy định thu nộp giá lệ phí tại đơn vị đăng kiểm. Việc kiểm tra đánh giá hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm nhằm đảm bảo các đơn vị đăng kiểm thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Qua đó nhằm sớm phát hiện hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý các vi phạm nếu có theo quy định.